ghê quá. Mấy người ngồi như đó là bị chị là mấy người đây không qua đây chị. Ý là bên đây chút nữa mà ấy nữa là bị ngạt luôn á, không có đường đi ra luôn nè. Kinh quá đi. Trời ơi. Thôi em sợ, hồi xưa đi tắm suối mỗi lần mà mưa cá là ông bà mắc dẹp đi liền luôn. Trời đi xăng về trời, hết lối đi về luôn. Ôi, mình là mình không về được luôn á chị. Cái lối đi ngay hôm nay hết về được rồi. Kinh quá, thôi kia đi lên đi con. Nè, cái đứa đang uống bia cái bia. Chị cho bia. Ô mấy thằng nó kinh quá đi. Chết đó. Bị say hết trơn rồi chị. Ôi chị ở bên kia là nước trôi lên cái thành nó luôn rồi kìa. Qua ta. Ơi không về được rồi. Nãy giờ mấy thằng đấy ở bên này nó mới nhảy xong đây giờ trừ là té hết trơn rồi, đâu có bước qua được nữa đâu. Đấy, em đang ở bên cái thành cây ngay em cao hơn xíu nhưng mà chỗ này nè có em đang lên chỗ cao á mà mới mưa có một tí được có nửa tiếng mà đang mà nước ào ào kinh khủng chưa chết cha rồi. Mấy người bên thành ở trong góc bên kia á, nè bên góc bên đây nè đó là họ đấy đã mới đi hay là có con nít họ vừa mới về xong. Ôi chị đang đi swimmer đó, mưa có nửa tiếng mà hắn kinh đi không có đường về luôn nè. Một lối đi đây nè, giờ không ai đi xuống được. Mấy thằng này mà không đi qua chỗ cao là sợ chen nó đầy luôn á. Kinh quá đi, sợ quá đi. Ở dưới, nè ở dưới kia là kinh cũng. Ôi sợ quá chị bảo ơi. Nè nước trong. Hồi trước còn đứng đây tắm rồi giờ là thôi, sợ luôn. Kinh khủng. À, ở suối mơ á mới mưa có nửa tiếng thôi mà trên nguồn chạy xuống kinh quá giờ hết lối đi về luôn. Có lối đi duy nhất cho mấy hay là bên nhà kia là có con nít họ vừa mới về xong. Ôi chết. Chị đang ở trên khúc điện hơi cao xíu nè. Mới nửa tiếng thôi mà nước thông kinh quá đi. Mấy anh nhỏ kia đang xài mới xài nhảy xuống nước xong mới nhảy lên liền luôn. Trừ là qua là phải qua bên góc này rồi mới đi len len về. Mà nhà toàn là có hai người lớn với lại trẻ em không có đi được. Nước kinh quá. Ôi chị mới đi lúc 12 giờ chứ mấy, ngồi nửa tiếng chứ mấy. Mà nước nè, họ dẹp đi luôn, trôi sàn đổ hết luôn. Giờ đâu có lối đi về đâu. Mấy người bên góc đi là cũng kẹt rồi nè. Nói chung là bên dãy nên là kẹt rồi nè, không ai đi qua được. Ai chịu về thôi chị ơi, nguy hiểm. Về được đâu, có cái lối đi kìa. Không về được. Về đâu có được. Nè chỗ mình là khúc cao nè, giờ là có một lối đi đi về thôi nè. Rồi nửa tiếng đồng hồ hay là bốc mấy đứa nhỏ lên xong không cho tắm, nó vừa xòa xuống một cái là sẵn hồn luôn, dẹp đồ lên không kịp. Không chị còn khúc trên nữa nè, mấy người đang trên khúc trên nữa nè, bị kẹt lại nè, đá rồi trôi luôn. Ôi đi suối cũng nguy hiểm ghê, mới có nửa tiếng đồng hồ thôi, mưa nửa tiếng cái là hắn xà xuống kinh khủng. Hàng chi ở mình mà một lần mà mưa cả ngày hai ngày hàng chi không ngập thành phố phải rồi. Mới vừa có dạ mới vừa nửa tiếng đồng hồ xong mà ngồi xuống như ri thì
Trời ơi, trừ hết lối đi về. Cái này là suối mờ đó. Ờ, dạ. Thôi đi lên chị ơi. Chị, em thấy nó gãy xuồng cho nó luôn rồi. Thôi lên chi, ghê quá. Giờ hết lối đi về. Mới nửa tiếng á chị Na. Trời, em vừa mới nửa tiếng cái em thấy nước chảy xuống mạnh quá, em cho mấy đứa nhỏ lên bờ. Vừa lên xong là chị ngủ xòa xuống nước xuống luôn. Trừ là đấy, đang ở khúc cao rồi, đang ở trên cao xíu mà khúc này nè, mấy thằng nhỏ vừa tắm xong nhảy lên bờ. Hồi nãy là có người đang ở bên góc cái xào kia kìa, mà họ có con nít cái họ vừa mới đi về xong là bên nó nước chảy xuống luôn. Thôi đi lên chị, em thấy xòa xuống mạnh hơn á. Có chị, em đang đứng. Em đang ở suối mơ á chị. Nước mưa có 30 phút à. Vừa mới 30 phút xong em chờ mấy đứa nhỏ. Vừa mới 30 phút xong em kêu thôi mấy đứa nhỏ lên. Vừa lên xong là nó xòa. Xòa nước xuống mạnh luôn nè. Mình con nít đâu có bước qua chỗ này được đâu. Mình là một lối đi ngang qua đây, giờ nít không bước qua chỗ này được nè. Em đang đứng ở trên cao rồi á. Dạ, thôi đi lên đi chị. Nó xòa xuống ghê lắm. Thôi đi lên đi con, thôi tắt. Thôi em tắt lại. Không, ý là mình đi lên trên núi nè. Không có đi xuống, không có đứng ở đây nữa. Em sợ cái cây nó yếu lắm vậy á. Nè, nước trên nguồn chảy xuống. Thôi đi lên tắt bye bye chạy lại tắt lên chi chứ không sợ á. Xòa mới 30 phút mà xòa kẹt đường luôn, không có. Mấy đứa nói giờ chữ. Thôi đi lên. Thôi lên cao đi chị. Thôi, em tắt lại em liền đã. Có chi đi là cao rồi, còn lên cao nữa.